Em hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game mà tài xỉu bài đối tượng Onuka với anh em ơi. Đây game đổi thưởng theo một bộ nha. Thì vốn mình hôm nay là 10 triệu. Thì đây có rất nhiều ôn game nha em ơi. Mình thường vào đây chơi game bài tiến lên miền Nam nha em ơi. Mình chơi mỗi ngày thì mình chỉ cần không cần kiếm bao nhiêu đâu nha em, còn nhiều đâu. Mình kiếm về vài mê thôi mỗi ngày thôi. Đéo còn nhiều đâu em. Thắng thua gì vài mê mình nghĩ thôi. Chứ mình đéo ăn tham ăn to anh em ạ. Tham ăn to là thường mình ra đảo anh em ơi. Game bài tiến lên này vừa chơi giải trí mà ôi dồi ôi. Thế mà đéo có tứ kìa. 37, 36 cũng đéo có thông luôn. Chịu luôn tụi mày đấy. Đen thế, ván này thôi. Ván này chạy là con nào hay con đó nha. Bởi một con là nó tính 50 ngàn đấy anh em ạ. Một con nó tính 50 ngàn. Ví dụ mình mà tham ấy là mình chỉ có toang thôi anh em. Đéo chuyện là nó đâu. Bà đôi thầm kìa, hên đấy. Hên đấy anh em ơi. 39 kìa. Căng thế, 30 luôn. Toàn bọn này đánh căng vậy đấy. Ca mình này không theo đi. Má nó đánh át là toang rồi. Nó may nó có ắt cơ anh em ơi. May nó có ắt cơ. Má kìa, Rikika át với đâu ấy. Nó đánh lệ thì ngon. Má đôi 5 nữa mới đào chứ sao ông đánh đôi 5 trước đi trời. Đèn thế mới với ban đầu và đã mất 750 rồi. Thôi chịu 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 thôi anh em ơi. Game mà. Hay đàn thật đấy, đèn thế. Má bài xấu vậy trời. Thôi đánh ván này mình ra đánh game khác thôi anh em. Bởi đối với mình ấy, mình có thể mình chọn đánh con game bài tiến lên. Nhưng mà bài tiến lên mà xui thì mình ra đánh game khác thôi. Chứ mình không thể cố định đánh một con game mà con game nó thua mãi được anh em à. Đéo nên đánh kiểu đó. Game này sẽ có lúc thắng lúc thua thôi, nhưng mà nó là xui một chuỗi như vậy rồi thì em nghĩ rằng nên đánh là không. Rất nhiều anh em đánh theo kiểu là đang xui mà cứ cố gắng đánh nữa, đánh mãi đấy anh em. Và tí là mình sẽ ra đánh con game sóc đĩa nha. Đánh sóc đĩa thì mình đã chia sẻ anh em cách đánh rồi. Mình sẽ đánh 3 trắng hoặc 3 đỏ và sau đó mình theo từ đầu đến cuối luôn. Và hôm nay mình sẽ bình thường là mình chia vốn ra, mình đặt mỗi lần đó là bao nhiêu anh em, đặt mỗi lần đó là 300 thôi. Nhờ hôm nay thì mình sẽ đặt to hơn đấy, bởi vì do là bây giờ thua bên này mà. Đặt một lần 500 đầu đi. Sau đó mình chỉ gấp lên đấy anh em, không phải gấp thẹp đâu nha. Bởi cái này là nhân 4 lần. Đúng anh em, nhân là nhân 4 lần. Thì ví dụ anh em mà được là quá là ngon rồi đúng không? À thua mẹ tiếp rồi. Mẹ nó chứ. Thua toàn thua to không ấy. Đèn vãi đạn luôn. Chịu luôn đấy, nhà mày sóc đĩa đi. Ai đéo biết ván này nó có chỗ ăn không đây. Bây giờ theo vài ván đấy anh em. Mỗi ngày mình chả thắng vài mê thôi. Vì sao lâu lâu không chọn sóc đĩa đánh đầu tiên, bởi vì đánh tiến lên nó dễ ăn hơn anh em. Nhưng mà hôm nay bài xui quá anh em ơi. À nó ván đầu nó thua đấy kìa. Một ván thua anh em ơi. Cho là lúc nãy giờ mình 4 ván thua đi à, thua 2 mê đấy anh em. Bởi vì mình tính bên tiến lên 5 cho thua bên này 2 mê là ván này mình phải đặt bao nhiêu nhỉ. Ít nhất là 800. 800 này 8324 anh em, nhân 3 lên mà 8324 đúng không? Đó là tiền lãi nha, còn tiền gốc là 8432 đấy. Được 3,2 triệu là tiền gốc nha. Má nó 3 trắng kìa, sao mình không chọn 3 trắng đấy trời. Lúc này thua mất 20 năm rồi anh em ơi. Phải đặt một mê thôi. Để biết có đúng đắn khi chọn cách đánh này không ta. Bởi vì cách đánh này nó gấp lên nó rất nhanh anh em. Đó là nhân 4 lần đấy. Vì sao các bạn nói mình rằng sao không đặt chặn hoặc lẹ gấp lên đi. Bởi chặn lẹ gấp lên là không khác đéo gì đánh tài xỉu gấp lên cả anh em ạ. Mà đánh gấp lên kiểu đó to quá là dễ bị toang. Đéo ngu gì đánh kiểu đó đâu. Lúc này mất 30 năm rồi đấy anh em ơi. Phải đặt 1 năm đi. Thua cái là căng đấy. Căng đấy anh em ơi. Nhưng mà thắng một ván ấy thì gọi là đội chiều thôi. Gió đội chiều thôi anh em. Đó là nếu mà nó thắng thôi. Còn được nó thắng hay không nó một chuyện chứ anh em. Đây rồi. Mày vẫn đéo này nó thắng này. Phái đạn này hòa vốn rồi đấy anh em. Còn thắng 700 mấy đấy. Bây giờ mình đặt nhỏ lại thôi nha. 300 thôi. Bởi mình đã lấy lại được tiền gốc của mình rồi mà còn thắng rồi mà anh em ơi. Bây giờ đánh 300 thôi. Chuyển lên thắng 2 mê thôi mình nghĩ. Và lên 12 mê thôi anh em. Chơi cứ ăn non thôi. Trời ơi, hai ván thắng liên tục này, pha đó mình đánh 500 tiếp thì ngon nhỉ.
đúng không? Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi anh em, nếu thôi. Còn thực tế mình đánh 300 là 300 thôi à. Chứ đánh mà nếu có chuyện nếu như vậy thì mình nói thật với anh em, nhưng mình có bao thắng bao nhiêu tiền rồi đúng không? Cũng giống như ván trước đó mà mình đánh tất tay thì có phải câu chuyện khác không anh em. Nhưng mà không có chuyện nếu rồi anh em. Ví dụ đánh tay, ví dụ anh em trúng ấy thì ok anh em ngon mà. Nhưng mà trong đéo trúng thì anh em không phải toang hết rồi anh em đúng không? Đấy đó là cái đặc biệt của đánh game này đấy anh em. Mình sẽ đánh một ván cuối nha. Không trúng là thì mình sẽ ra đánh con game bài tiến lên xíu nữa. Bởi mình đã thắng đấy mà anh em ơi, việc đéo mình tham nữa. Tham tham tí nó còn một cái nịt thì sao? Cuộc chơi là bởi vì do là mình đang chuỗi hên thì mình sẽ đánh một ván là thôi. Chứ ví dụ đáng này mình thắng được mục tiêu mình là nghĩ thôi. Đó. Ví dụ ván này mình nghĩ nó có phải tiếc không anh em? Pha này mình nghĩ là có phải tiếc không? Đúng không? Đang hên để đánh chỉ cần một lần thua là thôi nghĩ. Bởi vì có thể nó là vì chuỗi ba trắng ba đỏ là điều rất bình thường nha. Nó mình đã gặp trường hợp đó rất nhiều rồi, bởi vì trước đó mình đã gặp một trường hợp đó là mình thắng ba trắng ấy một chuỗi luôn từ 10 mê mình lên đó là 20 mấy mê 27 mê thì phải, mình không nhớ rõ nữa, lâu rồi, nhưng mà không có phải khi nào được như vậy đâu anh em. Phải đạt được có 3 lần liên tục anh em ạ. Thôi thế cũng được rồi, nghĩ đéo lên tam nó thắng 3 mê luôn anh em ạ, 2 đến 3 mê đấy, 2 đến 3 mê mà mình thắng được 3 mê rồi, tuyệt vời anh em, tuyệt vời chứ. Đi thắng rồi thì mình nên nghĩ thôi, chứ việc đéo mình tham, nó tham thì công nhận là mình có thể ăn được nữa, ăn to nữa, nhưng mà thôi nghĩ thôi anh em ơi, chứ việc đéo mình tham nó tí nó còn một cái nịt thì sao đúng không, nghĩ nha. Thôi video này tốt cho anh em.